Đây hả? Đây không? Cái bàn này cũng ngọt hơn cái này nữa. Ngọt hơn nữa à? Tính tiền ăn đó luôn. Giờ tôi ăn hơn. Một hai loại đi. Này. Ngọt lắm. Bây giờ Đắk Nông là mùa xoài. Xoài ngon chưa? Xoài tím. Đúng, ngon à. Xoài lạ quá. Con đó. Con thái này ngon này. Thôi, đây hai trái này rồi. Con. Kì này trái là 2 kg đi tính tiền. Thôi. Rồi thêm trái nữa, trái nó đưa đây. Ký nhiêu ta? Hả? Này ký nhiêu? Ký 25 đấy. Anh ơi. Để thêm trái nữa nha. Lên lên, lấy đủ 2 kg đi. Cái này ngọt hơn. Nhìn vào nó cũng sao, nó ngon lắm. Ừ, lấy thối nha. Không, trái đấy mới ngon đấy. Đây bỏ cũng ngon mà, cái bỏ nó không sao hết. Wow, xoài đẹp quá. Mấy cái nào lấy? Thế nào đấy, cho đi, cho thêm cái này nữa, cho thêm cái này nữa. Thế nào đấy? Massage. Cái này nhìn, hai cái này cho thêm. Nào. 50. Nào, 50. Ủa, nhiều quá ha. Thì thôi.